Chào mừng các bạn đã quay trở lại góc bếp của mình ngày hôm nay. Hôm nay gia đình của mình sẽ vào bếp và chia sẻ cái cách làm bánh mì ngọt tại nhà nhé. Và cái bánh mì này thì hôm nay không có cần phải cái máy dồi bột hay là những cái gì khó đâu. Nguyên liệu thì cực kỳ dễ tìm luôn đó. Nếu mà các anh chị và các bạn cảm thấy thích và muốn tìm một cái cách làm bánh mì dễ làm và thành công ngay từ đầu thì hãy theo dõi cách làm của mình ngày hôm nay đi nào. Bánh mì của mình cho rất là mềm và ở trên nó vàng vừa tới, thơm lắm. Bây giờ thì mình sẽ mở ra cho mọi người coi nha, cái độ mềm của nó nè. Và bánh không có bị khô. Cái này mình còn gọi là bánh mì ngọt đó, hoặc là bánh mì sữa. Rồi nhìn qua thì mọi người đã biết cái độ mềm mại của nó và thơm ngon rồi. Thì hãy bắt tay vào làm chung với gia đình của mình đi nào. Và đây là tất cả nguyên liệu gồm có. Đầu tiên mình sử dụng ở đây là 300g bột mì. Bột mì này mình sử dụng bột mì đa dụng nhé. 140ml sữa tươi có đường, 50g đường, 2 trái trứng gà, 15g bơ, 5g men nở. Men này thì mình mua cái loại men mà làm bánh mì á, men lạc á. Và cái loại men mình dùng là loại men này nhé. Men này thì mình không có cần phải kích men trước khi mà mình làm đâu, mình bỏ trực tiếp vô bột luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho cái phần bột vô một cái thau nè. Kế tiếp thì mình sẽ cho cái phần men vô luôn. Và khi mà cho cái phần men vô rồi thì chúng ta sẽ đảo đều lên. Khi mà đảo đều lên rồi thì chúng ta sẽ cho vô đây một xíu muối nhé. Khi mà cho một xíu muối vô rồi thì chúng ta sẽ trứng nè. Mình sẽ đập vô cái phần sữa. Mọi người cũng có thể bỏ trực tiếp vô cũng được, nhưng mà mình sẽ đập vô cái phần sữa như thế này để cho cái trứng nó tan ra. Rồi mình đập một trái vô trước nha. Và mình cho cái phần đường vô sữa luôn. Cái phần trái còn lại tí mà mình lấy lòng đỏ để mình quét lên trên thôi nha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cho cái phần trứng này vô cái phần sữa, vô cái phần bột chứ. Rồi mình sẽ sử dụng cái tay và mình sẽ nhồi bột lên cho cái phần bột này nó tạo thành khối nha. Và mọi người yên tâm, cái phần khi mà mình vào bếp thì mình đã vệ sinh tay rất là sạch rồi. Mình nhồi bột như thế này thì lúc đầu thì nó hơi ướt, nhưng mà sau khi mà mình nhồi một lúc á, thì cái phần bột của mình nó sẽ tạo thành khối và nó không còn ướt và dính tay nữa đâu ạ. Nếu mà trường hợp các anh chị và các bạn có cái máy để nhồi bột thì chúng ta có thể bỏ vô máy mình nhồi nha. Ở đây thì mình nhồi bằng tay để cho tất cả các bạn đều có thể làm được. Đó, mình cứ nhồi và mình miết, nhồi miết như vậy đó. Mọi người thấy không, bây giờ thì cái phần bột của mình nó đã bớt dính tay rồi nè. Và bớt ướt rồi. Mình sẽ nhồi thêm một chút xíu nữa. Và cứ nhồi đập như vậy. Mình cứ làm thao tác như vậy có tầm 15-20 phút thì cái phần bột của mình nó sẽ tương đối ổn nha. Mình nhồi bằng máy thì nó sẽ nhanh hơn. Và sau khi mà mình thấy cái phần bột của mình nó đã không còn dính tay nữa và nó đã nhồi được có tầm 15 phút rồi thì chúng ta sẽ cho cái phần bơ vô và mình để lại một chút xíu bơ thì mình quét lên trên cho cái phần bánh mì của mình nó vàng óng đẹp hơn. Rồi mình cứ vậy mình nhồi nha. Mình có máy thì mình sẽ nhàn hơn, nhồi bằng tay thì nó hơi mệt nhưng mà cũng vui lắm à. Mình nhồi mình làm thành quả tí cho mình thành quả cực kỳ hài lòng luôn. Sau một hồi mình miệt mài mình nhồi bột thì cái phần bột của mình đã mịn rồi nè. Khi mà mình thấy nó tương đối mịn thì chúng ta sẽ miết tròn vô như vậy ha. Và mình sẽ quét cái phần dầu vô cái thau này để tí cái bột nó nở lên á. Mình có thể lấy ra cho nó dễ dàng hơn. Và đối với phần bột đó thì mình sẽ cứ miết mình miết tròn như vậy để cho cái phần bột nó mềm mại ha. Rồi mình đã bắt thành những cái khối bột tròn như thế này rồi thì chúng ta sẽ bỏ vô cái thau. Và mình sẽ bọc màng thực phẩm vô ha. Mình có hai cách ủ. Một là các anh chị và các bạn sẽ mở lò nướng 100 độ trong vòng 30 phút. Và khi mà mình được 30 phút rồi thì chúng ta sẽ kiểm tra coi lò nướng của mình là đã ấm chưa. Nếu mà nó ấm thì chúng ta sẽ bỏ nguyên cái thau này vô, mình ủ trực tiếp trong lò nướng nha. Ở đây thì mình sẽ chia sẻ cái cách ủ bằng lò nướng nè. 100 độ, hai lửa có quạt và mình ủ trong vòng, mình bật lò nướng trong vòng 10-30 phút trước khi mà mình bỏ vô bỏ bột vô ha. Và nhớ kiểm tra rằng trong cái phần lò nướng này nó chỉ hơi ấm ấm thôi ha. Nóng quá thì nó sẽ chết men đó ạ.
Rồi chúng ta sẽ đậy vô và mình ủ ở đây cỡ tầm 45 tới 1 tiếng ha. Sau 45 phút và 1 tiếng thì cái phần bột của mình đã nở ra như thế này rồi. Nếu trường hợp và các anh chị và các bạn ở những cái vùng có nắng thì chúng ta có thể bọc màng thực phẩm ra vô và mình mang ra những cái nơi có ánh nắng ha, mình phơi ở dưới ánh nắng thì nó cũng rất là tốt và nhanh nữa và không có cần phải kiểm tra và lo lắng là cái men của mình nó có chết hay không. Rồi bây giờ thì mình đã ủ đủ thời gian rồi nè, bột nó đã nở gấp đôi rồi. Chúng ta sẽ nhấn xuống để cho cái phần bột này nó ra bớt không khí. Rồi lúc này thì mình sẽ nhồi nhẹ một chút xíu ha, nhồi lại một chút để cho cái phần bột nó ra bớt không khí á mà. Rồi sau khi mà nó ra hết bớt không khí rồi thì chúng ta sẽ bắt thành cái khối dài dài và mình sẽ chia bột ra thành những cái khoanh tròn vừa vừa ha. Và sau khi mà mình nhồi thì chúng ta sẽ úp, mình sẽ bắt lại và mình sẽ úp cái thau vô và mình ủ ở đây cho bột nghỉ có tầm 10 phút nữa rồi mình mới mang đi mình bắt thành những cái khối tròn tròn. Rồi mình sử dụng cái cán bột này là mình cán ra. Rồi bây giờ thì mình sẽ chia ra ha, chia bột ra thành những cái miếng vừa. Mình ở đây thì mình sẽ chia thành 8 miếng. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ bỏ ra thành những cái miếng rời rời nè ha. Và mình cán nè. Mình cán cho cái phần bột nó mỏng ra. Sau khi mình cán những cái phần bột mỏng ra rồi thì chúng ta sẽ nắm ba cái đầu chóp và mình sẽ miết vô như thế này. Đó, mình tạo thành những cái khối tròn tròn như thế này thì khi mà bánh của mình nướng ra thì nó sẽ có những cái sớ rất là ngon luôn. Đó, và mọi người cứ bắt như vậy cho tới khi nào hết cái số bột của mình cần làm là được. Mình bắt như thế này thì khi mà mình nướng lên đó thì cái phần bột của mình nó rất là đẹp và nó có những cái sớ sớ, mình có thể xé sớ ra được luôn á. Rồi chúng ta sẽ đặt vô cái khuôn ha. Và cái khuôn này thì mình đã quét một ít dầu ăn vô cái khuôn rồi. Mình nắm ba cái chóp và mình miết vô. Khuôn ở đây của mình là mình sử dụng khuôn 20 xăng. Mình cứ bỏ đều 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 ra ha. Và đây là những cái bánh mình đã bắt và mình bỏ vô khuôn rồi nè. Bây giờ thì chúng ta sẽ bọc cái màng thực phẩm lại. Và mình sẽ mang ra mình ủ ở ngoài nhiệt độ. Mọi người cũng có thể ủ nhiệt độ phòng ha. Nhưng mà mình sẽ ủ ở nhiệt độ tiết trời nắng luôn để cho nó mau nở. Và sau khi mà mình mang ra ngoài mình bỏ mình ủ ở nhiệt độ ngoài tầm 30 phút. Thì trong lúc đó thì chúng ta sẽ chuẩn bị những cái trứng. Cái trứng còn lại á. Mình sẽ cho bơ vô nè. Bơ này thì mọi người nên nấu cho nó chảy ra rồi mình cho vô cái phần trứng này thì nó sẽ mịn hơn. Và kế tiếp thì mình sẽ cho vô đây là 1,5 muỗng canh sữa tươi. Sữa tươi không đường. Nếu mà mọi người có sữa tươi không đường thì mình cho sữa tươi không đường thì nó sẽ béo hơn và thơm hơn ha. Còn không có thì mình có thể tận dụng cái sữa tươi có đường vừa nãy mình làm cũng được. Và đây là cái phần bột của mình bỏ ra ngoài ánh nắng nè. Mình ủ ngoài trời nắng á, thì cái bột của mình đã nở lên gấp đôi rồi. Bây giờ thì mình sẽ lấy vào ha. Và sau khi mà mình ủ thêm được 45 phút nữa thì cái phần bột của mình đã nở lên gấp đôi rồi. Thì chúng ta sẽ lấy vào và mình sẽ quét cái hỗn hợp trứng sữa vừa nãy mình làm á. Mình quét lên bề mặt của bánh nhá. Mọi người nhìn không? Cái bánh lúc này rất là bồng bềnh luôn và mịn lắm. Rất là mềm mại.
Và khi mà mình trước khi mà mình quét bột thì mình đã mở lò nướng lên rồi ha. Mình đã mở ở nhiệt độ 100 độ và để cho cái lò nướng nó nóng lên rồi. Và sau khi mình quét xong thì chúng ta sẽ tiến hành mình bỏ vô lò nướng. Và ở đây thì mình đã bật, mình đang là mở lò cho lò nướng nó nóng nè. Và khi mà nó lò nướng nó nóng thì chúng ta sẽ đặt cái khuôn bánh vô, vô ở cái rãnh giữa nhá. Rồi mình sẽ đậy cái lò nướng vô. Bây giờ thì mình sẽ điều chỉnh nhiệt độ là 160 độ nè. Hai lửa có quạt. Và mình sẽ nướng cho vòng 20 phút nhé. 20 phút sau thì chúng ta sẽ kiểm tra bánh của mình coi nó vàng tới đâu rồi. Mọi người thấy không, lúc này bánh của mình nó đang là bắt đầu nở lên cao rồi nè. Và ở trên bề mặt nó đã có cái, nó đã vàng bánh rồi. Rồi vậy là xong 20 phút thì mình đã kiểm tra và mình cảm thấy bánh lúc này đã vàng và ngon rồi thì chúng ta sẽ lấy ra ngoài. Vàng quá, màu cực kỳ đẹp luôn. Mình sẽ quét lên cái bơ, vừa nãy mà mình còn để lại một chút xíu á, mình quét lên. Vì sao mình phải quét bơ lên? Tại vì mình quét lên để cho cái bánh nhìn nó vàng óng hơn á. Lúc này thì bánh nó còn nóng nên là mình quét bơ nó rất là dễ tan. Rồi vậy là mình đã hoàn thành xong cái bánh mì. Rất là đơn giản phải không ạ? Nếu mà các anh chị và các bạn cảm thấy thích video ngày hôm nay và cảm thấy là cái bánh mì của mình làm ngày hôm nay cực kỳ đơn giản thì hãy cho gia đình Kênh Bếp Cùng Vợ một like và một đăng ký ủng hộ tinh thần Kênh Bếp Cùng Vợ nhé. Có những cái góp ý nào thì hãy comment ở dưới để một bà nội trợ tại gia có thể hoàn chỉnh mình được không ạ? Với cái khuôn đáy rờ như thế này thì chúng ta sẽ để một cái lọ ở dưới ha, và mình đặt cái khuôn bánh lên trên và mình sẽ kéo xuống như thế này thì mình rất là dễ dàng lấy cái khuôn bánh ra ngoài. Rồi vậy là Kênh Bếp Cùng Vợ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn vào video tiếp theo nha.